vườn Gujitarama. Lúc bấy giờ có hai du sĩ Mandisa và Salisa, đệ tử của Darupatika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng, thân hữu và xã giao với ngài rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với ngài như sau: Này hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Vâng, hiền giả. Hai vị xuất gia trả lời Đức Thế Tôn như thế, và ngài nói như sau: Thứ hai, này hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời vị A La Hán chánh đẳng giác. Tương tự như kinh Sa Môn Quả, đoạn kinh 41 đến 82. Này hiền giả, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Hiền giả, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, quan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy,
là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng thương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh, hạt giống từ đốt cây xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tai, tụng chú, đánh trống, diện các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí, như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quan thẻ, trò chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi trong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên.
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chanh len trắng, chanh len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm khảm lớn, có thể chứa 16 người múa, mền voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương, khâu lại với nhau. Mền bằng da con sơn dương, khâu lại gọi là kadali. Tấm thảm với liều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích tầm thường kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, chứ nói: người không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người có thể biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói mới tương ứng, lời nói của người không tương ứng. Những điều đáng nói trước, người lại nói sau. Những điều đáng nói sau, người lại nói trước. Chủ kiến của người đã bị bài bác, câu nói của người đã bị thách đấu, người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được, gắn thoát ra khỏi lối bí. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên, và nói rằng: hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn,
dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và xiểm nịnh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn và la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ba phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú thi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim quả, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết nói tiếng của chim. Còn vì ấy thì tránh xa những tà hành kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kẻ, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước, vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy, sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia. Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi có một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước, sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời, sẽ đi đúng chánh đạo. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng. Các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động, sẽ có sấm trời. Mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Sao băng, sẽ có kết quả như thế này. Lửa cháy các phương, sẽ có kết quả như thế này. Động đất, sẽ có kết quả như thế này. Sấm trời, sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ, sẽ có kết quả như thế này. Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạn như đoán trước, sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn,
sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh. Hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia sẻ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạn kể trên. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các dơ bẩn về phía trên, bài tiết các dơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mổ xẻ chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và như vậy, này hiền giả, vị tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này hiền giả, như một vị sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vì ấy, nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này hiền giả, tỷ kheo đầy đủ giới luật, này hiền giả, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? Này hiền giả, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẫn đục. Như vậy, này hiền giả, tỷ kheo hộ trì các căn.
hiền giả. Thế nào là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác, hiền giả? Ở đây, tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình mát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác. Hiền giả, thế nào là tỷ kheo biết đủ? Ở đây, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Hiền giả, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, hiền giả, vì tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này hiền giả, là tỷ kheo biết đủ. Vì ấy, với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm, thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thủy miên, từ bỏ trào cử hối tiếc. Vị ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này hiền giả, như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này hiền giả, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này hiền giả, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ,
được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Này hiền giả, như một người giàu có nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy, sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, ta trước khi giàu có nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Như vậy, này hiền giả, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả đi, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này hiền giả, cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này hiền giả, tỷ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này hiền giả, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi sát bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này hiền giả, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình, với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này hiền giả, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này hiền giả, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này hiền giả, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lộ nước chảy ra, phương tây không có lộ nước chảy ra, phương bắc không có lộ nước chảy ra, phương nam không có lộ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc
do định sanh ấy thấm nhuần. Này hiền giả, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này hiền giả, tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo tấm nhuận tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuận. Này hiền giả, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này hiền giả, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này hiền giả, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này hiền giả, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này hiền giả, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này hiền giả, tỷ kheo tấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này hiền giả, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Này hiền giả, như vậy vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh, chứng và trú sơ thiền. Này hiền giả, khi tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay khác không? Này hiền giả, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Thứ ba, chứng và an trú đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Này hiền giả, khi tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay khác không? Này hiền giả, tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể
là một hay là khác. Thứ tư, vị tỷ kheo ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này hiền giả, khi vị tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác không? Này hiền giả, vị tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Thứ năm, vị ấy biết sau đời này sẽ không có đời khác nữa. Này hiền giả, khi tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác không? Này hiền giả, vị tỷ kheo biết như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, hai vị du sĩ hoan hỷ, tỉnh thọ lời Thế Tôn dạy.